tại Hải Phòng, hai ô tô có mâu thuẫn trên đường giao thông. Sau đó, ba người đàn ông đã lao vào tấn công hai người phụ nữ gây thương tích. Một người dân can ngăn cũng bị liên lụy, đứt gân tay. Nạn nhân là chị Vũ Thị Đê, sinh năm 1981, trú tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Phòng. Vào chiều ngày 11 tháng 2, chị và em gái điều khiển xe ô tô cá nhân lưu thông trên đường, gặp một ô tô khác đi cùng chiều. Họ vượt lên chặn đầu xe và mắng chửi hai phụ nữ rẻ ngu. Hai bên lời qua tiếng lại trên đường, sau đó nhóm đối tượng gồm ba nam, một nữ cùng lao vào đánh chị Đê và em gái. Hậu quả là chị Đê bị thương ở vùng mặt, rách sâu ở lông mày, phải khâu 7 mũi. Cả hai chạy vào nhà dân gần đó để trốn tránh. Chủ nhà cầm dao ra can ngăn ba người đàn ông nhưng bị giật dao, gây đứt gân tay. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của nhà dân ghi lại. Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đang xử lý vụ việc. Điều tra ban đầu xác định nhóm đối tượng tham gia vụ việc gồm Nguyễn Văn Dương, ngụ xã Ngũ Lão và Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thị Thu Hương, cùng trú tại xã Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng.